Hello, xin chào mọi người nhé. Xin chào tất cả khách hàng của HTX Giao Phúc Sen. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác mình hai mã diều có hoa văn loại vừa để cho các bác mình mà nhu cầu của mình là mang đi phượt, đi câu hoặc là để trưng bày ấy, hoặc là để sử dụng trong nhà mà nhỏ gọn thì các bác có thể lấy hai cái sản phẩm diều có hoa văn này cho em nhé mọi người ơi. Ok, đầu tiên em giới thiệu mọi người cái mã này nhá. Mã này thì cái lưỡi diều này em mài trắng hết nhá mọi người ơi. Lưỡi diều này em mài trắng hết rồi, sau đấy em khắc hoa văn trống đồng lên nhá. Lưỡi diều này được khắc hoa văn trống đồng này ở hai mặt luôn nha mọi người, hai mặt khắc trống đồng, khắc hoa văn trống đồng, và ở đây có một cái chốt nhá, chốt cực kỳ chắc chắn luôn, mọi người yên tâm là không lo bị long cán hay là long cán diều nhá. Và ở đây mọi người nhìn thấy cán diều này, cũng cán diều đây thì được thiết kế theo kiểu hoa văn trống đồng này, cũng khắc hoa văn trống đồng và thiết kế có một cái điểm G ở đây và có chốt ở đây, mọi người có thể luồn dây qua để mọi người đeo vào nha. Mọi người xách nhá, cũng hoa văn trống đồng hai mặt luôn, rất là đẹp. Cán ở đây cho em là cán gỗ tần bì nha mọi người ơi, cán gỗ tần bì cho em. Đó. Cái này thì có trọng lượng nó rơi khoảng vào 6 lạng đến 7 lạng cho em nhá, 6 lạng đến 7 lạng này. Đối với bác nào yêu cầu cái độ thẩm mỹ cao, mọi người có thể lựa cho em mã này. Mã này có mã là R08 cho em nhá, R08 nha mọi người ơi. Đó. Đi phượt, đi câu, đi cắm trại rất là nhỏ gọn này. Và các bác có thể mang đeo lên để trưng bày nữa cũng rất là ok. Rồi tiếp theo nhé, nếu mà bác nào mà thích những cái dáng lưỡi mà nó to hơn, mọi người có thể lựa cho em mã này. Mã này thì cũng có khắc hoa văn trống đồng, tuy nhiên là lưỡi của nó là em vẫn để giữ nguyên bản nhá, giữ nguyên bản đen và có khắc hoa văn trống đồng, và ở trên này cũng đầy đủ chốt rất là chắc chắn nha mọi người ơi. Bản này thì lưỡi nó to hơn và cảm giác nhìn nó sẽ kiểu đầm hơn ấy, nhưng mà thật ra thì nó cũng nặng cho em là rơi khoảng 8 lạng thôi, 7 lạng đến 8 lạng thôi nhá. Và cán ở đây thì em sẽ không khắc hoa văn nữa, em sẽ quấn vào cái đây là một cái dây sừng. Mã này thì có mã là R09 và cả hai cái sản phẩm này của em đều có mức giá là 740 nhá, 740 cho các bác mình. Ok mọi người ơi, đây là hai mã diều đều đồng giá cho em là 740.000 một cái nhá. Đối với bác nào mà yêu thích những cái dáng hoa văn và có thể mang đi sưu tầm thì các bác có thể chọn những cái mã này cho em. Đấy, hai sản phẩm diều rất là đẹp như vậy, thì bác nào mà lựa mã nào thì mọi người có thể liên hệ bên em nhá. Số của bên em là 0987 240 733. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ.